ở đây thăm đứa cao đi tìm mấy chục con người ta, mấy đứa bỏ nhà đi mười mấy 20 tuổi đó, thăm đứa cao tìm nhóc chứ luôn á. Tôi nói thiệt, tiền mà tôi được thưởng nhờ đi tìm con nó trên 100 triệu đó. Trời ơi, quá đã. Tôi tìm mấy chục đứa rồi chứ hết đâu. Sao không tới lúc mà kiếm được á, vì không kêu tôi đi vô ở trong rồi tôi hùng vô một hai tay rồi tôi bắt, hay là tôi làm sao đấy, tôi chia tiền cho tôi. Thế là cái đó là không phải là vì tiền, hiểu không? Nhưng mà đó là người ta thương mình, người ta thưởng cho mình, hiểu không? Nhưng mà con á là cũng thưởng không cho tôi hùng vốn gì trơn. Nhưng mà cái chính á là tôi nói trước, ví dụ như là vì người ta thuê tôi để đi tìm, nhưng mà tôi không có nói là không, tôi đam mê làm thì làm thấp đứa cao làm người bị đam mê á, lại hệ với nó em không nghe làm rõ ràng cái một. Nhưng mà những đứa bé đó là nó đi là vì nó quay chơi, nó là đi theo người yêu, hoặc là bị dụ dỗ đi quá mắt tha quá này quá kia đó, thì mình tìm được xong rồi mình khuyên nhủ nó, mình nói cho nó điều hay để thải, nó thấy ok nó đi. Chứ còn có đứa nào đi chùa tu giống như những mây đâu. Nó đi chùa tu thì nó ra tu nó nhận thức được thì nó khác. Còn này là tụi nó còn nhỏ, mười mấy, cái tầm mười mấy tuổi à, 13, 14, 15 là nhiều. Còn mấy đứa 19, 20 thì mình chỉ là động viên nó thôi, nó đi nó về được về thì được thôi, chứ mình đâu có tham gia. Là còn mấy đứa nhỏ thì thường là nó sợ cha mẹ, thì mình nhờ một cái người nào đó lớn tuổi trong dòng họ nó khuyên nó thì nó hết. Thật ra nếu như mà trường hợp với My này là không có thể nào khuyên về được đâu, chỉ có thể là nói với My cho tốt hơn thôi. Nói với My là suy nghĩ lời hoài còn nhiều cái gia đình cha mẹ thì khi có con, nhưng mà cái đứa con thương cha thương mẹ rồi có tình cảm từ nhỏ tới lớn, có cái sự mà cũng có cái nghĩa, cái nghĩa từ nhỏ lớn thì gì người ta thấy cũng dễ. Nhưng mà mình suy xét nghĩ là có những trường hợp cha mẹ con cái nhau sống không hòa thuận từ nhỏ tới lớn, rồi hỏi nó tới cái ngày mà nó có thể đi tìm lý tưởng của nó được rồi thì chẳng lẽ còn giam nữa sao? Những cái bụng nó đi thì ông nội đó chỉ có ngày nhỏ nhẹ gái gú chứ không có mẹ gì, chứ nó thẳng vậy đó đi quan hệ. Cái đó thì